này sẽ đề cập đến các thông số support. Support là phần mà được sinh ra để hỗ trợ cho mẫu in trong một số trường hợp nhất định, nhằm đảm bảo cho mẫu in được cứng cáp hơn và đẹp hơn. Thì support là phần sẽ mà đi sau khi mà mẫu in xong, mình sẽ không sử dụng nó. Phần là hao phí. Support ở đây là có hai loại. Loại thứ nhất là support tie và loại thứ hai là platform adhesion tie. Thì thực ra hai cái loại support tie này chính là cái phần nằm phía trên, phần nằm phía trên này, và còn platform adhesion tie chính là cái phần mà tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn, cái phần đáy này. Thì mình hoàn toàn có thể tùy chỉnh các thông số của hai loại này để cho đảm bảo là tiết kiệm được thời gian nhất và cũng như là chất lượng mẫu in là được tốt nhất. Thì bây giờ mình đi vào chi tiết từng phần. Thì để có chỉnh nó thì mình có thể đi vào click vào icon có bao nhiêu chấm này bên cạnh mỗi cái tùy chỉnh, hoặc là một cách khác mình có thể vào từ tab expert setting. Thì trong này có một loạt thông số ở đây, thì nó ẩn đi của cái các thông số support time và platform adhesion time này. Phần đầu tiên đó là loại support time. Support time thì là có các tùy chọn như sau, thì nó có tới 3 tùy chọn. Thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của các tùy chọn này. Đầu tiên là none, thì khi mình click nó, đầu tiên là none thì khi mình click nó thì nó sẽ không sinh ra cái phần trên thân này. Thì trong một số trường hợp mình có thể là không cần là chọn support này, như vẫn đảm bảo là mẫu nó in được. Mục đích cũng là chỉ là nhằm tiết kiệm thời gian in cũng như là lượng nhựa hao phí. Thì mà khi mà mình không chọn cái loại support này thì mình phải lưu ý đến các thông số bottom và top thickness như đã đề cập trong các video trước. Cái thứ hai là thông số touching build palette. Thì nó có nghĩa là touching build palette nó chỉ sinh ra support khi mình chiếu vuông góc từ phía trên chiếu xuống theo phương trọng lực. Thì phần nào mà có độ bóng trên mặt bàn thì phần đó mới có sinh ra support. Còn phần nào mà độ bóng trên vật thể thì nó sẽ không sinh ra support. Thì để minh họa cho điều này thì mình sẽ chọn một cái mẫu in khác để minh họa. Thì ở đây thì có phần, đây là một cái tháp. Thì khi mình chọn touching build palette, rõ ràng cái tháp này khi mình chiếu trên chóp tháp, chiếu xuống vuông góc theo phương trọng lực xuống, thì mình rõ ràng mình thấy là tất cả mọi cái bóng này đều đã bị mặt chân đế này, nó nằm trên mặt chân đế này. Thành ra nó sẽ không sinh ra support đối với trường hợp này. Nó đang load. Đây, thì chúng ta có thể thấy được là không có bất kỳ support nào sinh ra ở đây để đỡ những cái phần nhô ra của vật này. Mà những cái phần này đúng là chúng ta cần nó được đỡ để cho bề mặt ở phía dưới này được đẹp hơn. Nhưng mà trong trường hợp nếu chúng ta chọn touching build palette này thì nó sẽ không có support sinh ra ở đây. Nó cũng vậy, thì trường hợp này nó cũng giống như non vậy, nó sẽ không, phần thân nó sẽ không có support. Thì khi mình hiểu được các cái thông để điều chỉnh các loại support type này thì giúp mình sẽ là tối ưu được cái việc in của mình rất nhiều và vẫn đảm bảo được những chất lượng in của mẫu. Thì đấy, mình vừa demo là cái chức năng của cái support type này là non với là touching build palette. Trong trường hợp này thực ra thì chúng ta cần phải là chúng ta cần phải có support cho cái phần ở dưới của cái mái hiên này. Thì do đó mà nếu chúng ta chọn non hoặc touching build palette thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Do đó nó có một thông số tiếp theo là everywhere. Everywhere khắc phục một cái khác của touching build palette, đó là nó sẽ sinh ra support khi mình chiếu trên chiếu vuông góc xuống mặt đất theo phương trọng lực. Thì chỗ nào mà có sân bóng kể cả trên thân màu in thì nó sẽ sinh ra support. Còn đối với touching build palette thì nó chỉ phần nào mà đổ bóng trên mặt bàn thôi thì nó mới sinh ra cái phần cái trọng này. Everywhere thì nó làm tân tiến hơn một xíu, là nó sẽ khi chiếu hệ có sinh ra bóng mà
sân bóng ở đâu thì nó sẽ cái chân của support sẽ mọc lên từ đó mà để đỡ màu. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy được khi mình chiếu ở trên này, chiếu xuống một cái luồng luồng sáng thì rõ ràng đây sẽ có cái bóng của cái mái nhà sân ở dưới này, và nó sẽ cái chân của cái chồng sẽ mọc lên ở đây và để đỡ cái màu in của mình, để đảm bảo cái phần này sẽ không bị sập sệ và đảm bảo chất lượng cho màu in của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh những cái sâu hơn trong cái thông số này bằng cách click vào đây. Thì ở đây có một số thông số mà khi mình hiểu được nó thì mình có thể tùy chỉnh, có thể nâng cao được chất lượng cái màu in của mình và tiết kiệm được thời gian in. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng thông số ở đây. Ở đây có 5 thông số. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt để giải thích. Đầu tiên là thông số là loại support. Thì ở đây có hai loại support là loại line với là loại grid. Thì ở trong hình mẫu của mình có thể thấy được là chúng ta đang sử dụng loại line, thì ở đây là có thể là thấy là những cái đường dạng ở những đường thẳng song song. Còn loại grid chính là những cái ô lưới. Thì đây chúng ta có thể thấy hai loại cấu trúc support này. Thì về cơ bản thì chúng ta có thể thấy được là loại grid thì cái cấu trúc của nó là có độ chắc chắn cao hơn, nhưng mà khi in thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với là loại line. Thì do vậy chúng ta cũng nên linh động trong một số trường hợp, thì nếu mà cần mà đỡ những cái khối lượng mà cần chịu lực lớn thì chúng ta mới chọn grid, còn không thì chúng ta có thể chọn line để việc là in được nhanh hơn. Thông số tiếp theo trong phần này là thông overhang angle. Thông số này có nghĩa là cái góc nhỏ nhất mà để cái chổng được được sinh ra. Thì khi mình set góc này thì nó sẽ căn cứ vào đây để là nó biết là khi với cái góc nghiêng bao nhiêu của mẫu thì nó sẽ sinh ra một cái chổng tương ứng. Thì để hiểu rõ hơn về thông số này chúng ta có thể là xem cái hình mô tả sau. Cái góc này được tính như sau, là theo phương thẳng đứng sẽ là 0 độ và cái phương nằm ngang là 90 độ. Thì đối với cái hình nón, khối nón mình vẽ ở đây thì mình vẽ một góc là 30 độ của cái cạnh này hợp theo phương thẳng đứng là góc 30 độ. Đây, còn đây là hình thực tế của cái khối nón. Ở đây mình set 45 độ thì rõ ràng cái này sẽ không không có support bên trong. Sẽ không có support sinh ra bên trong vì mình đã quy ước với nó đây là góc phải nhỏ nhất 45 độ mới có support. Thì do cái góc của mình đây là 30 độ thành ra nó không thể sinh ra support được. Nhưng mà giả sử trường hợp chúng ta điều chỉnh cả này thành 29 độ 5 thì sẽ chuyện gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta có thể thấy được support đã được sinh ra bên trong vì nó vì cái góc của chúng ta là đã nằm trong cái vùng mà từ 29,5 đến 90 độ rồi, thành ra bây giờ nó sẽ sinh ra support bên trong. Như vậy khi chúng ta hiểu được thông số này thì chúng ta có thể tùy chỉnh để biết được trong một số trường hợp nào thì khi nào mà chúng ta cần support nhưng mà support vẫn chưa sinh ra tại đó thì chúng ta cần điều chỉnh cái góc này để là cái support được sinh ra tại đó. Một ví dụ khác sẽ minh họa cho cái điều này, đó là mình sẽ có cái hình này. Đây là một hình để minh họa cho cái việc là support được sinh ra như thế nào. Chúng ta có thể thấy được ở đây trong này chúng ta đã set góc là 29 độ 5 thì cho khoảng tầm 30 độ. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được góc nhìn ở trong, thì chúng ta thấy được là ở đây 30 độ, nghĩa là từ bắt đầu khoảng cái này thì mới có support, còn hai cái này sẽ không có hai. Đây thì chúng ta có thể thấy được là nó bắt đầu tính đặt support ở cái này. Cũng tương tự ví dụ nếu chúng ta cho lên đây 50 độ thì chỉ những cái bên phía này đây 50 độ thì có những cái này mới có support. Như vậy đây là tất cả các ý nghĩa về thông số overhang angle này.
Thông số kế tiếp là thông số fuel amount, thì cũng giống như fuel density, thì fuel density sẽ điều chỉnh trực tiếp tác động lên vật thể, còn fuel amount thì tác động lên cái độ dày đặc của cái support này. Thì chúng ta có thể điều chỉnh thử để xem nó thay đổi như thế nào. Hiện tại fuel amount là 30%, mình có thể giảm về 10% để xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái phần này nó sẽ thưa hơn. Đây, như vậy việc điều chỉnh thông số fuel amount này sẽ giúp mình tiết kiệm được thời gian in cũng như nhớ in rất nhiều. Đây là thông số ảnh hưởng khá lớn đến thời gian in. Thường là mình đối với thông số này mình sẽ để khoảng 25 đến 30%, tùy theo cái khối lượng mà cái khối support này được, thì chúng ta có thể điều chỉnh nó một cách linh hoạt. Và hai thông số còn lại thì nó cũng mang ý nghĩa tương tự nhau nhưng mà chỉ khác về góc độ. Thì để hiểu hơn về vấn đề này, chúng ta có thể theo dõi hình hình vẽ sau. Thì hình vẽ này là mô tả cho cái khối này, thì chúng ta có thể thấy được thông số distance z và distance xy. Distance z nghĩa là khoảng cách giữa cái phần support này so với vật thể theo phương z, và distance xy đó chính là khoảng cách của cái support này đối với vật thể theo phương xy. Thì nó chính là ở đây, chúng ta có thể theo dõi ở đây. Thì đây, khoảng cách này chính là distance xy và khoảng cách trên này chính là distance z. Khoảng cách trên này là distance z. Như vậy thì từ đây chúng ta có thể thấy được rằng nếu khi khoảng cách này bằng 0, nghĩa là giữa phần support với phần vật thể nó dính liền nhau, và như vậy thì sẽ là rất khó gỡ và khiến cho bề mặt của mẫu in sẽ bị xấu. Cũng tương tự như vậy, ở đây cũng vậy. Thì là thường để mà đảm bảo mẫu in mà có chất lượng tốt thì nó thường nằm từ 0.7 đến 1 đối với cái là distance xy. Thường thì thông số distance xy này nó cũng không quan trọng, mà quan trọng là cái thông số là distance z. Thì distance z này thường có liên hệ với là thông số layer 2 này. Thì là mình thường là lấy theo cái thông số layer 2 này. Và cái nó cũng có thể là dao động từ là 0.08 đến là 0.2. Thì mình có thể điều chỉnh, thường là mình để khoảng cách là khoảng là 1 lập in thì nó sẽ đảm bảo được chất lượng.